Dạ, thưa quý vị, hồi lâu lắm rồi, nhưng mà tôi chừng khoảng mười mấy tuổi đó, thì bên Việt Nam gọi là nhà giảng, không gọi nhà thờ, gọi là nhà giảng. Cái bài Thiên Chúa thật lâu thì nhớ đó, và đến đời từ nhà các tuổi, có đi nhà giảng không? Là cái nhà để giảng không ạ? Không biết nó ra từ đâu, mà thì hồi đó cái tiếng đó nó vang ra trong hội thánh sau mấy thập niên mở mang trên đất nước mình, thì bây giờ mới gọi là nhà thờ. Nhà giảng thì cũng đúng, nhà để giảng đạo Chúa, thờ phượng Chúa thì điều đó nó cũng không sao, nhưng nó hơi lạ lạ. Thì hôm nay chúng ta cũng đụng chạm đến cái chỗ trong trang thứ 7 đó, chấp sự đối với công tác truyền giảng. Rồi, đúng rồi, ở trên màn hình đó quý vị thấy cái tấm hình đó, truyền và giảng là cái hai cái động từ hết, là phải nói về Chúa cho người hứa mất, cứu những người ở trong biển tội lên, vớt họ lên, thì gọi đó là truyền giảng. Chứng nhân cũng vậy, làm chứng cũng là chuyện đó chuyện thôi. Nhưng mà truyền giảng ở đây có tính cách đông đảo, có tính cách quy mô, cho nên mình dùng cái chữ truyền giảng. Nhưng bây giờ về cá nhân của tôi thì tại Trần Cao Văn cũng như qua Mỹ tôi thường dùng đó, truyền giảng truyền thống và truyền giảng bỏ túi. Truyền thống tức là mình làm gì? Mời thân hữu trong những các cuộc lễ Giáng sinh, tạ ơn, phục sinh, năm mới, v.v. Tìm những cơ hội đó để mình mời thân hữu. Nhưng mà truyền giảng làm sao cho nó kết quả thì đó là vấn đề. Và cái chữ mà chúng ta phải thấy mà qua hình ảnh này nó nói lên chúng ta đó, chúng ta biết bao nhiêu người đắm đuối ở trong biển tội, chúng ta phải vớt họ lên. Đó là nhiệm vụ mà Chúa Giêsu đã giao chúng ta rất nhiều chỗ trong Kinh Thánh. Nói gì nói, tôi không biết là như thế nào mà tôi được học hỏi là như thế này. Việc của Chúa Giêsu mà quý vị đọc Matthew, Mark, Luca, Giăng đó, xin nhớ là tôi không lập một giáo phái không giáo trưởng. Nhưng mà phải nhớ điều này, Chúa Giêsu đi ra chữa bệnh, đuổi quỷ và giảng tin lành. Đó là ba việc Chúa Giêsu. Và Chúa truyền các môn đồ cũng phải vậy, đi ra chữa bệnh, đuổi quỷ và giảng tin lành. Hội thánh của mình ngày nay đó, hai điều đầu tức là chữa bệnh có, đuổi quỷ cũng có, nhưng mà không phải là thường xuyên. Thỉnh thoảng lắm mới có một vài vụ đuổi quỷ, mới có một vài vụ chữa bệnh, nhưng mà cũng phải nói là rất là chua cay. Nhưng bây giờ mình còn là cái chuyện truyền giảng, là tôi không biết là như thế nào, nhưng mà tôi đang được nhắc nhở điều đó. Có những cái bệnh mà rất là trầm trọng, mình đang đối diện với cái chết sống. Việc chết việc sống là nằm trong tay Chúa, nhưng mà có những người gần chết Chúa cho sống. Bên Việt Nam chuyện đó đối với tôi là thường xảy ra, và đuổi quỷ tôi cũng có một đôi lần đuổi quỷ ở bệnh viện, nhiều lần ở trên miền thượng. Nhưng mà thiệt nói việc đó là việc cái ân huệ của Chúa sao tôi không dám biết. Tôi mới đi ra truyền giáo 2 năm, đến một cái nhà thờ gọi là Búc Xô Hai, nói hoàn toàn tiếng Mân Âu mà tương đối hội thánh lớn chút. Một bữa nọ đó, người ta đem voi về đằng trước nhà thờ, người ta cột voi đó mà voi nó bị bệnh, mà quý vị mà nó ho một cái đó là rền cả một cái làng chứ không phải. Con voi ho là ghê gớm lắm. Mà tôi truyền giáo nó mới tin như vậy, nên họ bảo tôi cầu nguyện chữa bệnh cho voi của họ. Tăng truyền giáo này gặp phải cú thiệt là lớn. Tôi cầu nguyện mà run luôn. Bây giờ con phải làm sao? Con chỉ biết cầu nguyện cho người bệnh là người mà thôi. Bây giờ cầu nguyện cho con voi, cầu nguyện làm sao? Mà con voi đối với người Mân Âu của chúng tôi trên đó gọi là một chiếc xe hơi vận tải lớn chứ không phải là thường.
chở lúa, chở thóc, chở gỗ, chở cây, đưa người ta lên rừng xuống suối là con voi. Mà thường thường là có cái mùa bệnh đó, voi nó bệnh cả làng. Mà nó bệnh nó ho, mà voi ho là quý vị không, nó rú lên thì không ai ngủ được đâu. Thì một bữa nọ họ kêu tôi đến cầu nguyện. Rồi như tôi đã nói lính quýnh rồi, không biết làm sao, nhưng mà Chúa ơi, bây giờ Chúa có cách của Chúa để giúp con. Chúa thương người nhưng mà Chúa cũng thương vật. Bây giờ voi nó bị bệnh như vậy làm sao? Tôi đứng giữa đó, giơ tay lên: Chúa ơi, xin Chúa cứu chúng con và cứu mấy con voi này, cho mấy người thượng này họ tin rằng có Chúa thật. Cầu nguyện thiệt dài bằng tiếng thượng, mà mới ra có 2 năm thôi. Chúa chữa bệnh, những con voi nó hết ho và nó mạnh trở lại. Cái thách thức đầu tiên của chức vụ truyền giáo tôi trên cao nguyên Việt Nam là cái cầu nguyện cho voi. Còn cầu nguyện cho mấy người cùi là chuyện đó bình thường, nhưng mà cầu nguyện cho voi. Và rồi từ đó đó quý vị biết không, dân làng nó mới đồn ra. À, nói theo kiểu nói tiếng Việt của mình là cái ông thầy này ông linh lắm, mà cầu nguyện cho voi hết bệnh á. Rồi thì bắt đầu mình lấy cơ hội đó mình truyền giảng, nói về Chúa, rồi người ta tin Chúa. Công việc của người mình ông nó phát triển cũng từ những cái chuyện xảy ra như vậy. Rồi tụi tôi học được bao nhiêu tiếng thượng thì xài bấy nhiêu, đi riết trong làng thượng rồi tự nhiên nó giỏi ra. Rồi truyền giảng, nhất là trong cái khoảng thời gian 65 trở lên là quý vị biết là chiến tranh bùng nổ trên quê hương chúng ta, mà cái vùng của tôi ở là vùng Trofonche, là 3 biên giới đó. Biên giới Việt Miên và bên này là biên giới của Phước Long, mà có cái trụ cái quốc lộ 14 đó, để là 3 biên giới trụ xi măng của quốc tế cho đóng đó. Trofonche. Khó khăn vô cùng. Bên kia biên giới trên đất Miên ở qua họ đánh rầm 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 rầm, họ trở về bên đó, mà trở về đó mình bên này không được phép bắn qua nước Miên, là mấy anh cộng sản nhà mình chơi cái màn đó, và cái quốc lộ 14 bị bít luôn, không đi được. Nhưng mà cảm ơn Chúa thì chúng tôi thấy cái hoàn cảnh khó khăn đó, họ mới kéo những cái dân làng ở trong vùng sâu vùng xa nó về để lập ấp, là cơ hội cho chúng tôi truyền giảng. Vì lại đó mà ngày hôm nay hội thánh phát triển lớn. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Bằng cách nào chúng ta phải nghĩ đến cứu người, mà truyền giáo là cứu người ở hội thánh. Ba năm về trước đây, và tôi đã đi ra khỏi họ, tức là 75, là không hề bén mảng về cái vùng đó, bởi vì tôi đã bị mang một cái nhãn hiệu là lãnh đạo Phun Rô. Phun Rô là cái phong trào đòi tự trị của Pháp và Mỹ ủng hộ cho cái đó. À, mình ở sống trên miền thượng rồi cũng bị thôi, chứ tôi không biết cái đó là gì. Không biết là phong, đúng là cái chữ Phun Rô là mấy cái chữ viết tắt. Dịch ra cho đúng là phong trào đòi tự trị. Có từ trước không gì cả. Cho nên tôi sau 75 tôi không dám đá động tới trên đó. Không đi lên, không bao giờ đi lên. Mãi cho đến cách đây 3 năm tôi về để dự cái khánh thành cái nhà thờ Buprang là sát biên giới. Nhà thờ lớn lắm mà đẹp lắm. Cả mấy ngàn người về dự đó. Thì tôi không biết làm sao mà bữa đó là chính quyền đảng quỷ rồi họ ngồi đầy hết trên đó. Tôi phần hành lễ của Tổng hội xong rồi đến cái phiên tôi. Không biết ở đâu trong này. Lúc bây giờ tôi bắt đầu tôi sổ ra bằng tiếng Mân Âu. Tôi dẫn đầu 35 phút bằng tiếng Mân Âu không. À, ông mấy ông đảng này kêu gì? Quỷ gì tùm lum cả đó. Hưởng trắng cái mắt sao? Vừa giảng xong, cái bà đó cũng là gì bên bên đảng đó, ông mục sư. 30 năm rồi mà, 40 năm rồi mà ông còn nhớ tiếng thượng sao? Tôi nói tôi không biết. Cái hoàn cảnh này tự nhiên ở trong trong đó bao nhiêu năm nó không có cơ hội, bây giờ nó trào sôi ra tôi đâu biết là. Thành thử cho nên tôi muốn lấy cái chuyện đó để nói cho quý vị, khi trong lòng mình
có cái niềm tin, có cái lòng khao khát dẫn, Chúa sẽ cho chúng ta phải trào sôi, không thể nín lặng được. Hồi đó tôi đã có ôn giảng cho người Việt hoàn toàn, số 7 trong các văn lời giảng người Việt hoàn toàn do bị cắt đứt từ đó, và tôi bị tù là năm tháng 12 năm 1983. Cho đến cách đây 3 năm tôi mới về. Tự nhiên tôi cho nhớ lại. Mọi người đều kinh ngạc. Thành thử cho nên tôi được nhắc nhở là khi chúng ta có ở trong lòng thì miệng phải nói ra. Về Chúa cũng vậy, về chân lý mà chúng ta có, cái con đường chúng ta chọn, cái con đường chúng ta tin, cái đức tin của chúng ta là phải trào sôi ra, không thể giấu được. Và hội thánh của Chúa không truyền giảng. Ở đây quý vị thấy nè, học biết ý muốn Chúa đối với hội thánh là gì? Là truyền giảng để sống và tồn tại. Tôi có một bài rất dài về cái vấn đề, cái lý luận này. Sống để tồn tại, hội thánh đầu tiên không giảng thì không thể sống. Khi Chúa Giêsu thăng thiên rồi thì hội thánh đầu tiên chỉ có chết mà thôi. Nhưng mà họ tồn tại là vậy, tại vì họ sống. Truyền giảng để sống và tồn tại. Nếu chúng ta không giảng thì không sống và không tồn tại. Bây giờ thánh giáo hạt của chúng ta, như vậy xưa nói gần đây nhất là gì? San Bernardino này, hay là Corona mà không truyền giảng thì quý vị thấy có tồn tại nổi không? Nếu có thì cũng là eo uột. Phải truyền giảng để sống và phải tồn tại. Nếu không truyền giảng là không tồn tại. Đối với tôi đó là khẩu hiệu. Truyền giảng bằng mọi cách, sáng hôm nay để đề cập qua một vài câu. Truyền giảng lớn hay truyền giảng bỏ túi? Phải truyền giảng. Tôi có loạt bài nhịp cầu thân hữu. Không biết chiều nay có thì giờ cũng rọi qua một chút xíu. Nhịp cầu thân hữu. Con cái Chúa là nhịp cầu để đưa thân hữu đến với Chúa và đến với hội thánh. Đi qua con sông phải có cái cầu để đi qua. Mà những cái cầu đó là những cái nhịp. Từ nhịp này bắt qua nhịp kia để chúng ta đưa thân hữu chúng ta đến với Chúa. Thành thử chúng ta biết cái vấn đề truyền giảng là cốt lõi của sự tồn tại hội thánh. Cốt lõi cái vấn đề trả nợ yêu thương. Chúng ta đang mắc ở nơi Chúa, món nợ thì chúng ta phải trả. Mà chúng ta không truyền giảng là chúng ta mắc nợ. Phải biết không truyền giảng cứu người là chúng ta mắc nợ. Mắc nợ thì phải trả, mà trả đều đặn thì là good credit. Mà không trả đều đặn thì là bad credit. Mình biết ở Mỹ, mình biết cái chuyện đó rồi. Cho nên thưa quý vị, đối với Chúa cũng vậy, chúng ta không truyền giảng là chúng ta bad. Ta truyền giảng. Bây giờ làm cách nào để truyền giảng mục sư khác? Mục sư Sơn. Bây giờ mình làm bỏ túi. Một năm vài ba lần. Quý vị, tôi không có đem ở đây. Năm 2018 tôi có 12 cái mục tiêu chính. Dĩ nhiên là có nhiều mục tiêu mà tôi chọn ra 12 cái. Trong đó thứ nhất mà phải đẩy mạnh đó là tăng cường chiều sâu của vấn đề cầu nguyện. Mà không phải nói là Chúa là Chúa là sao, nhưng mà phải có chiều sâu, xoáy sâu vào cái vấn đề cầu nguyện. Đó là mục tiêu thứ nhất. Bởi vì nó là chiếc chìa khóa để mở mọi cánh cửa. Không thể nào mà đập cửa vô nhà người ta được. Mình không thể mình đập cửa vô nhà mình, phải có chìa khóa để mở. Mở mang công việc Chúa là phải cầu nguyện. Thứ hai là chúng tôi tăng cường sự thăm viếng và chăm sóc. Ở cái mục tới đây sẽ nói cái đó. Tôi nói trước, hội thánh mục sư chấp sự với con cái Chúa giống như là một cái những cái bánh xe. Sáng hôm nay mình học một trong bộ phận nhỏ, những cái bánh xe nó phải có răng cưa, nó phải lăn với nhau, bằng không thì cỗ xe đứng. Thành thử cho nên chúng ta phải nghĩ đến cái chuyện truyền giảng là phải có ba thành phần: mục sư, chấp sự và tín hữu. Mà tín hữu không có dự phần là mình cũng bó tay. Cái việc truyền giảng là phải nói thật nhiều, phải học cách truyền giảng.
và tổ chức truyền giảng, và thành phần mà cốt cán là thành phần mục sư và chấp sự phải nghĩ đến truyền giảng. Không truyền giáo hội thánh không thể nào phát triển được. Tục ngữ Việt Nam chúng ta có câu nói là nhàn cư vi bất thiện. Là sao? Nhàn cư vi bất thiện. Biết không một sư khác? Ở không sinh chuyện. Hội thánh không truyền giảng sẽ sinh chuyện. Mà điều đó thấy đúng không? Corona có sinh chuyện không một sư sao? Mấy tháng nay biết chưa? Bình yên nhưng mà trong tương lai sẽ sinh chuyện. Tại vì không nhàn cư rồi. Chứ nhật nào cũng kéo tới là đủ. Không được. Phát truyền giảng. Sinh sự. Sinh chuyện. Là phải nghĩ đến chuyện làm sao. Để người ta có việc người ta không có sinh chuyện. Sinh chuyện người ta có việc là sao? Nghĩ đến việc cứu người. Mà cứu người thì phải trang bị bên trong nó như thế nào rồi mình mới dám mời tới chứ. Hội thánh lộn xộn, quý vị dám mời thân hữu tới không? Là không. Mà từ cái chỗ đó nó làm thịt ngoài cái việc truyền giảng của chúng ta. Cho nên phải sửa soạn bên trong mình, đâu đó mình mới dám mời thân hữu của mình đến. Nó luôn luôn là nó có hai ba cái chiều. Cho nên xin Chúa cho quý vị phải có mục tiêu. Mục tiêu tôi năm 2018 4 lần truyền giảng lớn, chưa kể truyền giảng bỏ túi. Phải có mục tiêu là tôi phải quyết định dẫn 60 người tin nhận Chúa và làm báp têm 3 lần. Lần sắp tới đây là tuần thứ 2 của tháng 3 làm báp têm năm 2018. Bây giờ tôi có chừng 20-30 thân hữu, tăng tín hữu dạy đạo sửa soạn làm báp têm cho họ. Luôn luôn. Tuần nào tôi cũng có người mới tin Chúa hết. Con dân Chúa đem tới. Mà muốn như vậy thì mình phải học cái bài nhịp cầu thân hữu. Làm sao con dân Chúa đem đến? Hễ có là tôi lên đó là tôi lái liền. Tôi thấy mà tôi biết nhìn xuống có thân hữu là mấy ông chấp sự nháy nháy là tôi biết rồi. Hoặc là biết trước để quan nghênh họ là tôi bài giảng của tôi thế nào tôi cũng lái vô đó một chút. Lái vô đó một chút rồi kêu gọi liền. Có buổi Chủ nhật cách đây hai Chủ nhật là 4 người tin Chúa. Sau Chủ nhật thường là do ai? Do con dân Chúa làm chứng và dẫn tới. Cho nên tự nhiên Hội Thánh nó vui và nó sống động. Và chúng ta phải nghĩ đến điều đó. Hiệp tác với mục sư quản nhiệm cách tích cực để tổ chức các buổi truyền giảng. Phải đặt mục tiêu. Phải phổ biến mục tiêu thường xuyên rộng rãi trong Hội Thánh. Ủng hộ hay là chuẩn chi cho việc truyền giảng đừng bao giờ quá tiết kiệm mà quá tiết kiệm cho thành keo kiệt ở trong vấn đề này, sợ tốn tiền là sai. Chúng ta phải rộng rãi trong việc truyền giảng và tốn kém chút. Chỉ có Mỹ này mới là ác thôi đó, ác là câu cá mà không có mồi, quý vị thấy không? Để mắc cái con mồi thiệt rồi táp một miếng nó chết cũng đáng, con mồi nó con mồi giả. Chỉ có Mỹ này cho cái mạng đó thôi. Cho nên mình phải thấy những cái chuyện đó mình áp dụng ở trong Hội Thánh của mình thì biết. Chúng ta phải dâng tiền để lo công việc Hội Thánh, và công việc Hội Thánh trong đó là phải nghĩ đến việc truyền giảng cứu người cái đã. Đừng bao giờ hẹp hòi trong chuyện này. Phải chuẩn chi mỗi lần mà có truyền giảng, có kế hoạch rồi là chúng ta phải ủng hộ. Còn dân Chúa phải lưu ý điều đó. Ai làm thủ quỹ thì phải rộng rãi trong việc này để cứu người. Một người là lớn hơn cả thế gian này, quý vị biết rồi, Chúa Giê-xu đã định giá cái đó. Cho nên, chúng ta phải đặt mục tiêu. Phải đặt một mục tiêu mà làm không có mục tiêu là con dân Chúa họ không thấy. Ban chấp sự ngồi xuống, phải đặt một mục tiêu cho năm 2018 thì tôi làm những cái gì? Hội Thánh phải làm những cái gì? Phải phổ biến rộng rãi bằng giấy tờ đàng hoàng cho họ có trong tay. Thỉnh thoảng nhắc lại. Thỉnh thoảng tôi layout một cái miếng giấy nhỏ và màu mè đàng hoàng phát cho Hội Thánh để mà họ bỏ trong cuốn Kinh Thánh, họ nhớ năm nay chúng ta làm những việc lớn này. Ngồi xuống cầu nguyện và Chúa cho.
Mình có trách nhiệm với hội thánh, mình cái gắn bó của chúng ta tại đây mà phải nghĩ đến cứu đồng bào của mình ở ngoài kia. Và chúng ta phải có trong tay, và con dân Chúa phải nhất tề, phải một lòng một dạ nghĩ đến việc đó để cứu người cái đạo. Ưu tiên một cho việc đó. Nên xin Chúa cho quý hội thánh gần ở đây làm việc đó. Mà cái tình trạng như thế này mà không truyền giảng, quý vị sẽ thấy quý vị sẽ tiêu. Corona sẽ tiêu, và San Bernardino sẽ tiêu. Ông Kỉnh một ngày đẹp trời Chúa đem về. Mấy bà lớn tuổi Chúa đem về rồi còn ai nữa. Quý vị thấy không? Bọn nhỏ thì nó cũng hát, cũng hò, cũng đờn, cũng làm đủ mọi thứ đó. Nhưng mà làm theo kiểu của nó mà biết bao nhiêu là người Việt lớn tuổi không biết Chúa cho gì hết trơn. Mình không truyền giảng là nguy hiểm lắm mà quý vị biết không? Phải cầu nguyện và đặt một mục tiêu. Ví dụ, cụ thể, San Bernardino Chúa cho năm 2018 này Chúa cho mình 15 người tin Chúa, hay là 12 người mỗi tháng người đi. Đặt một mục tiêu, con dân Chúa phải nắm vững cái mục tiêu đó. Năm nay chúng ta xin Chúa cho mình 12 người tin Chúa. 12 người tin Chúa, mình nói khả năng của mình đi. Chúa là toàn quyền trên trời dưới đất đã giao cho ta, Chúa bảo hãy đi. Mà mình có cái mục tiêu có 12 người mà không đạt tới, mình phải thách thức con dân Chúa chứ. Corona còn 10 tháng nữa, phải đặt mục tiêu từ tháng 3 cho đến tháng 12 Chúa cho tôi 12 người tin Chúa, được không? Phải phát động cái điều đó nằm lòng, không phải nói cái chiều nay ra truyền giảng, không phải vậy đâu. Phải cho họ biết ý thức, phải giảng dạy, phải đưa ra những cái bài giảng có tính cách truyền giảng, khích lệ và chỉ cho họ cái đường tìm thắng hữu. Rồi khi mình làm việc được, đó là truyền giảng thuần túy. Tôi là tôi rất là thích mà cũng rất là phiền. Mời cho được các ca sĩ tới, tốn tiền, tốn bạc, hát họ làm đủ thứ chuyện mà chả có ích lợi gì hết trơn. Thì cũng được, có tiếng vang, mình nhờ cái tiếng vang đó đưa người ta tới. Nhưng mà mình không làm chứng trước cho những người đó thì ích lợi gì? Mình tốn kém, mình mời ca sĩ, mời diễn giả tới, mình phải trả tiền vé máy bay hay là lộ phí, phạm phí. Rồi mời thân hữu tới, chẳng lẽ họ về không, ít nhất phải có buổi tiệc trà thì phải tốn nữa. Mà mình không có xoáy sâu, không có huấn luyện con dân Chúa đem thân hữu tới làm chứng cho đủ thì làm sao mà có người tin Chúa. Mình nói truyền giảng cái kéo cổ ra truyền giảng à, không được. Mình đi nói đi gặt mà mình phải gieo rồi mới có gặt chứ, lấy gì mà giống mình không gieo, bón tưới mình không có bón tưới, mình đòi gặt là cái chuyện vô lý, nó không có hợp lý chút nào. Cho nên phải nghĩ đến vấn đề truyền giảng. Thỉnh thoảng các bài giảng là phải khai thác triệt để cho anh chị em con dân Chúa biết truyền giảng, phải mời thân hữu đến. Tự nhiên họ thánh, có người tin Chúa thánh nó vui à. Thử coi có người tin Chúa là họ thánh vui vô cùng. Và khi họ ta vui rồi cái gì họ cũng làm được. Thì đó là vấn đề của chúng ta, là phải truyền giảng, phải đặt mục tiêu. Thậm chí hả, mục tiêu của năm 2018 chúng ta phải sơn nhà thờ, chúng ta phải đưa vô trong cái bản danh sách đó. Tôi đã làm, phải tu bổ nhà thờ cũ, phải sơn, phải sửa lại, phải giặt thảm cho thanh niên Anh ngữ nó sử dụng, xem thì cái phần điện nó có hư sao đó, phải làm tất cả, tôi phải lên hết để cho con cái Chúa họ biết. Ban chấp hành phải thống nhất cái việc này, ngồi lại bàn bạc, ghi xuống và phải thực thi. Đó là việc hội thánh. Quý vị đi, quý vị có ai làm một cái công ty gì đó không? Một cái tổ hợp mai không có? Cho dù mình là ai mà mình làm cái đó, mình cũng phải có kế hoạch chứ phải không? Không có kế hoạch tới đâu tới là làm sao được. Hội thánh chúng ta phải có kế hoạch. Chúa lãnh đạo, Chúa ban phước, nhưng mà con người chúng ta phải có kế hoạch đặt ra, cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ thì mới phát triển được. Thì Chúa biểu đi giảng thì Chúa làm gì? Chúa đào tạo môn đồ. Chúa đào tạo môn đồ Chúa mới sai đi. Và sai đi thì có kết quả là về nói lại. Thì đó là Chúa Giêsu làm vậy, mình cũng làm vậy, mình phải đào tạo, mình phải nói, mình phải giảng cho con dân Chúa biết về cái
Vấn đề truyền giảng cứu người là vấn đề chính của họ ta. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta đừng có tùy hứng. Nên lâu lâu cái mình thấy trên mạng cái vấn đề mới cái mình bắt chước, nghe chỗ này chỗ kia bắt chước, mình tùy theo khả năng của hội thánh chúng ta và có mục tiêu đúng, đừng có lầm quá. Xin Chúa cho San Bernardino năm nay chúng ta kiếm 50 người tin Chúa là không đúng. Không đúng, bởi vì không có hợp với cái sức của mình. Mà là đạt tới cái mục tiêu ít mà đạt tới là hội thánh rất là vui, quý vị để ý điều đó. Họ vui vô cùng. Cho nên chúng ta phải nhớ rồi. Đó là truyền giảng thường túy, truyền giảng bỏ túi. Hôm qua tôi mới nói đùa với ông bà mục sư quản nhiệm Kha. Tháng 7 năm 2018 này, trước hay là sau hội đồng giáo hoạt gì đó, làm một bữa cảm tạ. Mình phải tạo nên cái cơ hội đó. Cảm tạ gì? Cảm tạ ông đúng năm. Để nhắc chú đi. Được không? Được chứ. Mình làm bữa lễ cảm tạ, mình mời thân hữu tới, mình mời bạn bè con dân Chúa tới, mời con dân Chúa tới. Tạo những cái buổi đó. Rồi ai nữa? Ông Kính. Ông Kính và Kính cưới nhau bánh mấy chục năm rồi. 24 năm. Ông làm một bữa tiệc trong gia đình của ông, mời mấy ông bạn già của ông tới. Đó là truyền giảng. Mình ông phải chuẩn bị, ông là diễn giả bữa đó. Nếu mời ông Kha tới là ông Kha sẽ kêu gọi. Ông làm chứng lại. Như nó hồi sáng nay, việc tôi tin Chúa thế nào, gặp bả bây giờ đồng tâm hiệp ý, chúng tôi sống có mục đích, mời các bạn đến đây để mình chia vui với nhau. Bắt đầu đó là truyền giảng bỏ túi. Ông tốn bao nhiêu? Vài con gà làm phở gì đó hay là gì đó. Đây. Làm được. Nên làm, ai cũng làm việc đó. Đó là loại truyền giảng bỏ túi nhưng mà có kết quả lớn lắm ạ. Ví dụ tổ chức thiệt lớn mà có hai người tin Chúa, nhưng mình làm bữa đó có hai người tin Chúa rồi, quý vị thấy nó lợi hơn nhiều. Nó lợi hơn nhiều. Cho nên Chúa giúp đỡ các bạn. Tôi khích lệ hội thánh. Chúng tôi là chia tổ là vậy đó. Chúng tôi có 5 khu vực. Là thỉnh thoảng là có những cái này kia là mời bạn tới, nhất là khu vực miền Bắc của chúng tôi đó. Họ kiếm chuyện để mà họ ăn, mà ăn để mời thân hữu tới. Nó vậy đó chứ không phải chúng tôi ăn không. Thế nào cũng phải bắt lấy cơ hội mà làm điều đó. Cho nên các bạn quý vị làm điều đó để mở mang hội thánh. Đó là phát triển. Sống và tồn tại là nhờ những cái chuyện như vậy. Cho nên thưa quý vị, chúng ta đừng có sao lãng cái việc đó. Đặt mục tiêu phổ biến rộng rãi cho hội thánh. Rồi ủng hộ cái việc chuẩn chi truyền giảng đó. Nhờ Chúa chấp sự phải có thân hữu và phải hy sinh thì giờ phương tiện đón đưa thân hữu đến tham dự các buổi truyền giảng. Đó là quý vị chấp sự. 6 vị chấp sự hay là 7 ông mục sư Kha? 6. Tôi thách thức quý vị, 6 vị chấp sự kỳ này phải có 6 thân hữu. Không biết quý vị làm sao đó làm. Cầu nguyện. Mọi ở đâu ra không biết. Nhưng mà quý vị cầu nguyện với hết sức tâm lòng mình, Chúa sẽ chọn. Còn sao thành hữu? Corona cũng như vậy. Mình làm gì mình phải có quyết tâm. Mà không có quyết tâm là không được. Quý vị làm đám rẫy thôi. Bây giờ đừng nói rẫy cho con lớn. Ở nhà trồng mấy bụi rau răm ở trên cái chậu kiển. Mà không tưới nước, không bón phân nó sống không? Không, không bao giờ sống. Mà không sống mình lấy gì mình cắt? Mình phải bón tưới, mình phải tốn kém vào trong đó. Thì mình mới có gặt hái. Ai muốn xây dựng hội thánh là phải làm vậy đó. Mà làm chấp sự là phải nghĩ đến chuyện mở mang hội thánh. Làm chấp sự là phải nghĩ đến cái chuyện phát triển hội thánh. Mình không phải tu tại gia. Tu tại gia thôi về nhà, hay tin Chúa tại gia, tôi tin Chúa về nhà đi, mà ở hội thánh là phải làm việc đó. Phải nghĩ đến danh Chúa ràng ra, phải thêm lên nhiều lắm, đông lắm, mà những cái từ ngữ trong kinh thánh. Tôi học suốt sách công vụ và giảng suốt mấy lần sách công vụ rồi. Có nhiều cái từ ngữ đông lắm, nhiều lắm, tràn ra. Và vui lắm, là vui mừng lớn ở trong đoạn 8 của sách công vụ. Quý vị đọc là thấy là biết. Và đó là mục tiêu rõ rệt. Hội thánh của chúng ta phải vui. Vui, một trong những cái vui mà cái động viên tinh thần được tất cả là người ta tin Chúa.
Tôi không nói lý thuyết, đó là việc tôi đang làm. Cho đến khi nào chết thôi. Để còn thở là còn nói về cái chuyện này. Nên quý vị biết không? Đó là cái quyết tâm của chúng ta. Đó là cái chết sống của chúng ta. Thách thức. Rồi, tôi nói 60, mỗi lần truyền giảng là cho 30 thân hữu chẳng hạn. Thì bây giờ làm sao? Hôm qua nói sơ với một sư kha nữa. Tôi chia ra cho nam giới mấy thân hữu? Phụ nữ mấy thân hữu, gia đình trẻ mấy thân hữu, thanh niên mấy thân hữu. Rồi chấp sự mỗi người một thân hữu là có liền. Chứ nói được 60 người cái người ta nhăn mặt nhăn mày ghê gớm quá. Mà không phải trách nhiệm hết. Tôi phân nhỏ ra, ban nam giới phải kiếm cho được 6 người. Ban phụ nữ phải làm sao kiếm cho được 6 người. Và tôi chuẩn bị trước 3 tháng khi tôi giảng, truyền giảng. Cứ thử đi, được mà, chắc chắn được mà. Chia nhỏ ra. Rồi bây giờ, từ đây đến Giáng sinh, có hai ông cụ lớn ở đây là ông cụ Kha và ông cụ Cảnh đó. Hai ông khê hết đó. Ngồi lại, sự ngồi lại, bàn tính. Đó là sự thật mà. Phải tính cái chuyện đó. Làm sao mình để cứu người? Phân chia nhỏ ra. Mấy thân hữu đem đến. Chuẩn bị đầy đủ. Hiệp mời. Tất cả cái điều đó. Nhưng phải chuẩn bị tinh thần cầu nguyện. Họ có cái tấm lòng truyền giảng cái đó. Rồi mới thực hiện. Chắc chắn sẽ được. Đừng có lầm vội. Nó truyền giảng kéo cổ thì giảng không được đâu. Chơi cho đem phim đồ rõ. Rồi chơi cho vui vậy. Không có kết quả gì hết trơn. Làm cho mệt. Thế mà làm mệt mà không người tiên Chúa kêu gọi lần nữa họ ớn hết trơn. Họ không thấy làm không có kết quả. Cái gì thế không? Làm phải cho có kết quả. Làm cho được. Có ai mở công ty rồi mà lấy vốn không? Không. Công ty mà lấy vốn thì không ai làm, phải có lời ta mới làm. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho quý vị. Đó là cái tâm tình xây dựng hội thánh. Đó là cái tâm tình thi hành đại mạng lệnh. Đó là cái tâm tình cứu người. Chúa giúp đỡ cho hội thánh phải có cưu mang cái đó. Phải cưu mang như vậy mới hội thánh mới phát triển được. Đừng mục sư nào mà nói tôi bỏ về đây, tôi ráng tôi giữ cái chừng nấy người cho nó xong. Không. Đức Chúa Trời chúng ta có cách của Ngài làm như vậy, giống như Chúa mình mà cột tay cột chân Chúa lại. Không phải đâu. Hết lòng chăm sóc bầy chiên đương có để kiếm những con chiên mới. Hết lòng hết sức chăn bầy đương có và đem người khác về với Chúa. Mà việc đó có nhiều lúc mình phải trả giá chứ không phải chuyện thường. Nhưng mà phải có cái tư tưởng đó. Quý vị ngồi yên được hả? Quý vị chấp sự với mục sư ngồi yên được. Thấy mấy chục người ngồi đây mà tuần nào cũng chừng nấy mà quý vị ngồi yên được thì tôi giỏi thiệt á. Corona có mấy chục mạng nó ngồi đó. Làm sao mà quý vị chịu được chứ? Trong khi biết bao nhiêu người Việt chung quanh. Mình đi làm với nhau, nhất là miền Nam Cali này, quá chừng chừng. Chết sống, keo sơn cái vấn đề truyền giảng để cứu người. Mà quý vị làm điều đó, Chúa sẽ ban phước cho quý vị. Trả công bằng sự thỏa lòng. Chúa sẽ trả công chúng ta bằng sự thỏa lòng khi có người tin Chúa. Hy sinh thì giờ phương tiện đón đưa thân hữu đến tham dự truyền giảng. Chưa dám mở miệng ra mà làm sao mà hy sinh. Không dám mở miệng đó. Tôi nhớ có cái ông gì mà bây giờ ở ngoài Hawaii gì đó. Ông nói ông cũng làm một sư của Baptist cái gì đó. Chúng tôi ra nghỉ năm tháng 10 năm mấy quay rồi. Làm chung với ông Thạch. Ông Thạch là gì Thạch? Không phải là đoàn Ngọc Thạch trên này. Quỳnh Ngọc Thạch nha. Ông nói tôi, ông quên cái tên ông. Tôi sống trong đơn vị của tôi lúc bây giờ. Ông là trung quý, ông kia đúng. Mà không bao giờ nói với tôi tin lành gì hết. Mãi đi ông vượt biên, ông có ông định cư bên đó. Ông mới nghe người ta nói về chỗ mới tin Chúa. Ông trách cái ông sĩ quan bạn của ông. Mấy năm trong đơn vị không hề nói tin lành một lời. Quỳnh Ngọc Thạch đó, nó có chứng quý vị ông tin ra là nó hỏi biết liền. Quý vị thấy không? Cùng sở mà không nói về Chúa một lời.
cùng đơn vị mà không nói về Chúa một lời thì làm sao? Vấn đề cầu nguyện là xin Chúa thôi thúc lòng chúng ta, xin Chúa cảm động lòng anh em mục sư và chấp sự khóc và đổ nước mắt ra. Chúa cảm động lòng con cái của Chúa không yên, không ngồi yên được khi thấy người Việt không tin Chúa, họ hư mất. Tôi cũng nghĩ đến những sắc dân khác, nhưng mà chúng ta phải lo cho sắc dân mình, và nếu có sắc dân khác chúng ta cũng ra tay, không nệ hà và không phân biệt. Chúa giúp đỡ cho quý vị các bạn, rồi sẽ thấy hội thánh này phát triển. Quý vị sẽ vui. Nhìn cơ sở, nhìn đời sống đó, mình thấy Chúa mình nghèo quá. Cả vũ trụ này trong tay Chúa, mà hội thánh mình sao nó òi ập, nó muốn chết đến nơi rồi. Mà quý vị chịu được hả? Làm đứa con trong nhà phên vách sụp sệ, nhà cửa bẩn thỉu, mà mình đứa con trong nhà mình thấy vậy chịu được? Tôi có khi tôi nói cái đó mạnh lắm. Là con của Chúa, một Đức Chúa Trời quyền năng, một Đức Chúa Trời đời đời, và Chúa Giêsu rằng ta ở với các người cho đến kỳ chung kết đời. Trên trời và dưới đất đã giao cho chúng ta chìa khóa ngày nắm trong tay, mà hội thánh mà sao ghê vậy? Hội thánh như chết rồi hết trơn vậy. Hội thánh giống như ông đám ăn mày không vậy? Con của vua thiên quốc mà mình chịu được hả? Lòng của chúng ta nghĩ đi, nó thôi thúc mình. Và mình làm gì bây giờ? Đổ nước mắt, đổ lòng ra cho dân tộc mình, cho đồng bào mình. Đó là cái chúng ta yêu nước, chứ không phải vắt cờ đi biểu tình mà yêu nước đâu. Mình yêu nước bằng cách đó. Mình yêu nước Việt Nam, mình yêu đồng bào Việt Nam, mà mình yêu nước trời là cách đó. Không làm cái đó hội thánh không tồn tại đâu. Lúc nào cũng nó tài chánh cái này, trả tiền nhà, trả này, đủ thứ hết. Nghĩ ba đồng tiền khóc. Tôi hầu vì Chúa không bao giờ tôi lo tiền, tôi nói thiệt quý vị đó. Lo cho sợ mắc ơn cái đó. Đó là cái đáng sợ nhất trong tất cả những cái cần phải sợ. Mắc ơn, mắc quyền, không làm tiền bạc. Người ta kiếm được, mình cũng kiếm được, chứ đâu có gì đâu mà sợ tiền bạc. Đừng sợ. Ban chấp hành chấp sự đừng sợ, sợ mình mất ơn, sợ mình mất quyền, sợ mình làm không đúng chức năng. Đó cái đáng sợ, mình sợ hết tiền. Tiền của Chúa mà có lúc tiền cũng bỏ như rác chứ đâu phải là thường. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho hội thánh. Tôi chia sẻ với quý vị là hết lòng, hết sức muốn điều gì rồi đó, cứu người. Thấy xuống buồn quá. Rất là buồn. Thánh có một cái sức sống, có cái gì đó thu hút, và Chúa phải dùng quý vị để thu hút người khác. Tình yêu trong Chúa, cách nói năng, cách chia sẻ, sao sao đó, cái đó là Chúa biết, mà quý vị cầu nguyện Chúa sẽ cho. Làm sao đó bạn mình nó mới nghe mình. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho quý vị và các bạn phải đặt cái trọng tâm cá nhân chân đạo nè, đặt cái trọng tâm cầu nguyện nè, những cái bài làm chứng chia sẻ nè, huấn luyện, đặt ra những câu hỏi. Phải có những buổi đặt ra những câu hỏi mà người ngoại hỏi mình, phải tìm cái cách để mà trả lời. Còn dân Chúa họ sẽ mạnh dạn. Biểu ông đánh giặc mà không trao cho cái súng, mà biểu đánh giặc cái gì? Không trao cho thứ vũ khí đánh đấm, sao đánh lại được? Thì cũng vậy, mình không có chia sẻ, huấn luyện, rồi biểu ta đi làm chứng biểu gì, làm sao đi được? Một sư không dám làm chứng, dám mở miệng ra bảo tín đồ làm sao làm? Sorry quý vị một sư, tôi xin lỗi quý vị, mà tôi nói nặng lắm. Đối diện một người chuyên Chúa với tôi là phải bắn một vài phát cho lính, nhưng mà chưa bắn là chạy là làm sao? Phải nói một vài câu về Chúa cái chứ. Thách thức quý vị đó. Để con dân Chúa họ thấy cái đó, và chấp sự cũng làm như vậy, thì hội thánh nó mới bắt đầu nó cái hào hứng đó. Hội thánh mà không hào hứng là không được. Mà cái gì hào hứng? Mời ca sĩ gì đó bị hát cái bữa chơi gì vui vậy rồi thôi. Rồi bữa tối đây đồng lắm à, nhưng mà sáng chủ nhật nếu mà làm việc đó tối thứ bảy thì khá sáng nhật cũng lè hoài mấy mạng đó. Quý vị thấy không? Đừng trái đau thương đó, chứ không phải vừa đó. Mình thiếu năng quyền, không thu hút được ai, thiếu tâm lòng, không làm việc được. Mà phải xét lại cái tình trạng thuộc linh của hội thánh hiện tại nó là như vậy. Rồi một phần nữa.
phải chăm sóc nhau. Ở đây có mấy mục ở đây. Bây giờ tôi đọc bài ha, để cho quý vị coi có trong tay đó. Tầm quan trọng của việc chăm sóc tăng tín hữu. Nguyên tắc trồng cây. Trong quyển Wind Place ở nêu lên có 3 cái yếu tố căn bản. Tôi đi vô Costco. Tôi thấy nó bán một cái cuốn sách nói về vấn đề trồng nho. Tôi coi tôi nói sao cái kiểu giống mình chứng đạo quá vậy nè. Mua về, tôi học đây. Mà tôi đã nói nhiều lần cái vụ này với xe tàu phải đi khắp nơi đó. 3 yếu tố căn bản là the land, the wine, the people. Đất, rượu và con người. Muốn có nhiều nho là phải có 3 cái yếu tố đó. Muốn có rượu, nho ngon ngọt thì phải tốn công phu rất nhiều. Cần phải vuông xới, cần phải cắt xén, cần phải tỉa sữa, cần phải rào dạo, cần phải bơm nước, cần phải bón phân, còn phải bao lưới bảo vệ, bắt sâu, đuổi chim, đuổi chồn. Các loại này thường phá hoại vườn nho. Muốn có rượu nho ngon ngọt thì phải tốn chừng đó. Muốn có một hội thánh mạnh, muốn cứu người, chúng ta không tốn là không được. Xây dựng hội thánh cũng vậy. Việc chăm sóc tân tín hữu là cái khâu rất quan trọng. Nên nhớ, dắt đưa một người trở lại cùng Chúa quả là một việc hết sức khó khăn. Nhưng chăm sóc người mới tin Chúa đứng vững ở trong đức tin lại là việc khó khăn gấp nhiều lần hơn. Nếu không quan tâm đúng mức, nếu không chăm sóc kịp thời thì người tân tín hữu này sẽ không đứng vững vàng. Ma quỷ sẽ cướp lấy, ma quỷ gieo rắc những sự nghi ngờ và mọi trở ngại khác. Nếu chúng ta không chăm sóc thì người mới tin Chúa sẽ bỏ cuộc. Xe tội tôi đang lo lắng về cái việc đó. Có nhiều người tin Chúa. Ngày Tết vừa qua có mấy người bỏ nhóm trở lại thì tôi mừng hết sức. Người nào tin Chúa và Chúa cho ông một sư Khao, một sư Sơn phải có cái óc, cái tâm, cái nhớ người đó. Phải nhớ tên của họ, nhớ người của họ nữa. Gọi đích danh. Người nào vô tôi là có trong sổ là tôi gọi đích danh đến thăm viếng, mà tôi thấy tôi đứng tôi giảng và đằng kia là tôi kêu tên họ đó. Và mỗi một lần như vậy nó quan tâm đến họ là họ nhớ. Cầu nguyện Chúa cho mục sư còn phải con đi nhớ, ít nhất là nhớ người. Chúa cho con có tình trạng nhớ tín đồ, Chúa cho con có tình trạng nhớ hoàn cảnh của họ. Cầu nguyện thì chỉ mới cầu nguyện thì mình nhớ cho ba hậu thánh hoặc là khách đến chia tòa cái họ khen tôi. Khen gì? Tại vì tôi chăm sóc họ, tôi cầu nguyện cho hằng ngày tôi nhớ tên chứ có gì đâu. Và cả tuổi tác ở 5 khu vực là tôi nắm vững trong đầu này. Có một bữa lên trên tòa giảng rồi mới nhớ. Mình cầu nguyện từ trên xuống dưới tới người này mình quên mất. Vì ăn không được cái biết không? Là cái người bà con của họ đi đó mà không nhớ mẹ của họ đang bệnh thì họ nghĩ sao? Chúa làm việc đâu chưa biết, nhưng mình cầu nguyện cho họ một lời tức là họ được khích lệ dễ sợ lắm á. Nên đó là việc có nhiệm, đó là việc của mục sư, đó là việc chấp sự tín đồ, chấp sự phải biết những cái người đó mà đưa cho mục sư biết để mục sư cầu nguyện. Nó đủ thứ mà bây giờ mình nói chút xíu bữa sáng này, bữa trưa nào không đủ đâu. Nhưng mà cầu nguyện được Chúa cho cái cách mình chăm sóc hội thánh. Tầm quan trọng của việc chăm sóc tăng tín hữu, thăm viếng chăm sóc cựu tín hữu. Cựu tín hữu mà không chăm sóc thì cũng trở nên tệ hơn tăng tín hữu. Mình nói như vậy đi. Đối với những tín hữu lâu năm, càng cần phải thăm viếng, cần chăm sóc, cần hỏi han, cần chia sẻ, cần động viên tinh thần, cần giải đáp những thắc mắc. Chấp sự là thành phần đóng góp tích cực, cần thiết nhất, hữu hiệu nhất trong lĩnh vực này. Mục sư có tài giỏi đến đâu mà không có sự cộng tác, sự trợ giúp của chấp sự thì công việc Chúa cũng đành dậm chân tại chỗ mà thôi. Vì thế, quý vị chấp sự nên đầu tư vào công tác chăm sóc. Đây là công tác đòi hỏi sự hy sinh thì giờ, hy sinh phương tiện, hy sinh sức lực của các chấp sự. Nó đến chỗ này nó buồn và có. Thì đi ngang cái chỗ đó, đón người cái chuyện gì đó mà khó khăn, bà vợ không chịu. Có bà vợ cái mấy người của xe mình vô xe mình có người lạ rồi trong khó nói hay khó giận hay sao không biết, cả lộn không được hay sao không biết,
thì đằng nào cũng tới nhà thờ vậy. Đi ngang đó đón người đi về đây thì có gì đâu. Cho nên mình phải chấp sự, phải làm cái việc đó, nó nới rộng ra vấn đề đó chút. Vô nhà thờ đó quý vị không? Mới cưới vợ hôm qua cũng khoan đã, đi tiếp khách cái đã. Cả ngày, cả mấy tháng về sau muốn gặp mặt lúc nào cũng được. Vô nhà thờ cà nẻo. Mà bạn mình không tiếp làm sao? Thì tôi nói mạnh cái này, để đó. Vợ chuyện con vợ, chồng chuyện con chồng. Mới cưới kệ đó, bây giờ mình lo tiếp khách cái đã. Giờ khác không được sao? Hầu vì Chúa phải là như vậy đó. Quý vị cố gắng. Nói mấy anh già này, anh gì đó. Trâu già chẳng sợ giao phai này, thì cứ nói thôi. Làm sao xây dựng được hội thánh là được. Đó là cái cách của tôi hầu vì Chúa là vậy đó, quý vị biết không? Chúa giúp đỡ cho anh em vậy em. Chúa kêu gọi hội thánh chọn lựa quý vị và các bạn vào thánh chức chấp sự này để xây dựng hội thánh. Kinh nghiệm cho thấy rằng Chúa luôn luôn bù đắp xứng đáng cho những ai vui lòng hy sinh. Không có người nào hầu việc Chúa sốt sắng mà lỗ lã hết, nhất định. Có ai làm việc đó mà lỗ lã cho tôi coi thử coi. Không thấy có lỗ lã. Không mặc được phước hạnh tinh thần cũng một cái gì đó xứng đáng mà Chúa không bỏ chúng ta bao giờ. Cho nên xin Chúa giúp đỡ các bạn nghĩ đến hội thánh. Sự trường tồn của hội thánh. Sửa soạn một bầy chiên để ngày Chúa đến mình gặp Chúa và anh em của mình cùng gặp gỡ Chúa. Trong ngày tái lâm thì không có gì phước hạnh bằng. Phải có cái đầu óc đó. Phải có cái đầu óc đó. Mình không có đầu óc đó là mình ích kỷ. Mà không ích kỷ thì mình cũng phạm cái tội hời hợt. Người ta theo đạo khác thì mình không nói. Họ tu, họ sửa, họ làm gì đó phần họ. Nhưng mình là tinh lành, là tinh lành chinh phục. Tinh lành phải chinh phục. Chúa Giêsu đến trần gian để chinh phục 12 sứ đồ. 12 sứ đồ đó chinh phục người khác và mãi cho đến hôm nay cũng là chinh phục. Không bỏ qua. Cho nên, mà cái điều đó là gì? Là sự trang bị của Chúa. Mà trang bị làm sao? Là qua sự cầu nguyện mình mới có được chứ mình nói cái được. Không có cái trường nào mà giải kiểu tôi nói hôm nay đâu. Chỉ có cái trường giáo hạt này chứ không có cái trường nào mà giải chuyện đó. Rồi lý thuyết rồi ghê gớm cuốn sách nào dày cộm như thế này có phải không? Mà không nói cái chuyện cái kinh nghiệm này. Là mình phải học với nhau, mình chia sẻ với nhau. Mình biết cái văn hóa của dân tộc mình mà. Không ai Mỹ không biết dân tộc mình đâu. Nói chơi vậy thôi nhưng mà đi sâu vào cái chuyện đó không biết. Mình là người Việt Nam, Chúa dùng mình để cứu dân tộc mình. Mình phải thấy cái điều đó. Hãy mình thấy được điều đó là mình hy sinh được. Là công việc Chúa. Điểm thứ ba, có kế hoạch thực hiện. Quý vị chấp sự cậy ơn Chúa, quyết tâm cầu nguyện xin Chúa cho mỗi tuần một lần đi ra thăm viếng, chăm sóc một vài gia đình con dân Chúa cựu hoặc là tăng tín hữu, hoặc hai tuần đi ra một lần, hoặc một tháng đi ra một lần, quyết định vào một buổi chiều nào đó sau giờ làm việc. Thực tế, có điều đáng buồn là chấp sự không biết nhà của nhau. Làm sao biết nhà của tăng tín hữu, của cựu tín hữu chứ? Nói cái này phải bỏ cái này xuống cho nó nặng chút. Chấp sự với nhau không biết nhà của nhau, không biết địa chỉ của nhau thì sống làm sao? Cũng có vài tin buồn, không cho thăm nữa mới khổ nha. Đó là một cái đau thương vô cùng. Chúa làm sao? Hội thánh sao? Cái là hội thánh. Cho nên khóc đi quý vị. Mình phải tan vỡ ra. Tại sao mình có những cái đó? Cái nền hồi đầu mình xây dựng không có nói đến hay sao? Cái nền dở, sụp đổ hay sao đó không biết. Thánh như vậy thì làm sao? Mình ngồi yên được hay sao? Xin Chúa thương xót. Sau cái lần này đó, quý vị phải ngồi lại với nhau. Mục sư, chấp sự ngồi lại với nhau. Sửa soạn lại. Xin lỗi nhau. Xin lỗi Chúa. Sửa lại để làm việc những tháng ngày sắp đến. Để hỏi. Cử ông mục sư đến. Trần ai mai khổ. Đào tạo cho ra ông. Đến cái hội thánh cho ông sụi lơ luôn.
dùng cái chữ miền Trung của tôi là sụi lơ luôn, sốt sắng trong trường không còn nữa, là cái hoàn cảnh của họ thật. Quý vị biết không? Chúng ta bắt tay nhau lại, bắt tay nhau lại hầu vì Chúa. Chia sẻ phải yêu mến Chúa. Không yêu mến Chúa là không bao giờ yêu mến nhau và không bao giờ yêu mến hội thánh được. Một cái gì đó bắt buộc hay là cho có. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để mình có cái gì đó, có một cái cầu nguyện phục hưng. Xin Chúa phục hưng lại cái điều đó. Chúa thăm viếng, Chúa chỉ ra cái chỗ sai lầm, Chúa làm cho nóng cháy, Chúa restore lại cái sự suy nghĩ của chúng ta đó. Mà nếu không có điều đó thì quý vị uổng công lắm. Xin Chúa thương xót chúng ta, ngồi lại cầu nguyện để có kế hoạch mở mang hội thánh. Mình lấy cái tình trạng hiện tại bây giờ làm sao, hỏi nhau bằng câu hỏi đó đi quý ông ơi. Ông thư ký bây giờ làm sao, ông thủ quỹ ơi làm sao, chấp sự ơi làm sao, mấy ông hỏi lại mục sư ơi trường hợp này bây giờ mình làm sao, rồi Chúa sẽ chỉ. Phải có một chút ít làm sao đó, là tức là cái quan tâm đến hội thánh mà mình không kệ nó thôi. Kệ nó tới đây mình nhóm xong rồi về dân mấy đồng về xong khỏe ra không được. Mà cái công ty như vậy thì nó dẹp tiệm thôi hả quý vị không? Cái chữ tôi biết mấy cái chữ Trung Hoa là sao 75, tại vì tôi ở Trần Cao Văn mới đi nhóm cho mấy hội thánh người Hoa đó, rồi tôi bị tù của nó là ở chung mấy người Hoa mà vượt biên bị bắt. Cái việc ông giải thích cho tôi cái chữ lâm thời, mà lâm thời nói tiếng Quảng Đông là lâm thời, mà lâm thời tức là sập tiệm. Trời, hay vô cùng. Hay vô cùng. Mình cứ nói là cử cái băng lâm thời. Lâm thời là tức là lâm thời, mà lâm thời tức là sập tiệm. Cũng được. Mình là Chúa đời đời, mình làm sao sập tiệm được. Mà tại mình làm cho nó sập tiệm, tạo cái cơ hội làm cho sập tiệm. Cho nên cầu nguyện để Chúa giúp đỡ chúng ta, để chúng ta phải đi tới mới được quý vị à. Rồi, quý vị nhìn lên bảng. Chấp sự với nền tài chánh của hội thánh, bây giờ đụng tới rồi đó. Mấu chốt của vấn đề đó. Chấp sự đối với nền tài chánh của hội thánh làm sao? Rồi bây giờ mới nói là đến cái chuyện gì cũng chấp đó. Trách nhiệm với hội thánh. Trách nhiệm hội thánh là phải xây dựng niềm tin, xây dựng tổ chức, xây dựng tài chánh cho hội thánh. Mình phải có trách nhiệm. Chấp sự mà không có trách nhiệm với cái nền tài chánh hội thánh là không làm chấp sự. Tôi nói như vậy nhưng mà không ai chiều nay cái sáng ngày đưa cái đơn xin từ chức hội chấp sự nha. Nhưng mà quý vị đây, nói nghe sợ quá là, xin từ chức là không được. Chấp sự phải có cái trách nhiệm đối với cái việc xây dựng hội thánh. Trong cái bài cũ của tôi có mà bài mới này không có. Chấp sự phải làm gương. Sorry các vị mục sư, chúng ta phải làm gương. Tôi làm gương, chấp sự của tôi phải làm gương, còn nhân cho họ biết. Bây giờ tôi nói thẳng đi, ban chấp hành họ họp lại mà họ thấy ông mục sư không có dân ý thì sao? Ai là người vi phạm trước? Chấp sự vi phạm cái đó chứ. Ông mục sư ông giảng cho tôi mà ông không làm gương, quý vị thấy không? Rồi hội đồng thường niên cái lại này cái lọt, không có gì giấu kín trên đất này cả, rồi người ta biết chấp sự không làm gương thì ông biết ông mắc tôi làm là sao? Là Chúa Giêsu đã nói bọn Pharisee là cái bọn bắt người khác làm mà mình không làm, không nhúng tay vào. Quý vị thấy nặng không? Chúa Giêsu biết cái đó. Cho nên cái gì tôi cũng phải làm. Tôi bảo đi thăm viếng mà tôi không đi thăm viếng thì làm sao biết ta được? Tôi biết cầu nguyện mà tôi không cầu nguyện làm sao mà nói người ta được? Biểu dân hiến mà tôi không dân hiến, tôi biểu người ta dân hiến là chuyện xa. Cho nên mình phải làm gương. Đó. Chấp sự phải làm gương, có trách nhiệm với cái nền của hội thánh, nền tài chánh của hội thánh.
Không có tổ chức nào trên đời này mà không có tài chánh mà làm việc được. Sau năm 75 tôi về mở mang hội thánh Trần Cao Vân. Tôi ở nhà tôi nói với nhau, chắc mình tổng liên hội cử mình về đây để hai đứa mình với mấy đứa con mình mua mấy cái chổi lông, lông gà đó, để quét mấy cái băng này, tôi chứ không biết làm gì sau 75. Cái nhà tổ bố nhà thờ quốc tế mà. Bàn ghế lộng lẫy. Mà tôi lên tôi nhậm chức, quý vị biết không, 29 tín đồ. Trong đó có gia đình ông bà Dương Kỳ. Một vài người của mục sư gia đình Đặng Đăng Khoa. Vậy đó, cái gia đình tôi 29 rồi. Buồn, ôi là nó buồn, không biết phải làm cái gì. Ai nấy nó rời rạc. À, ở đây ông Kỉnh có biết cái câu mà nó là nó rời rạc như rượu ngâm hổ cốt không? Không dính vào đâu hết trơn. Không dính vào rượu, phần rượu mà hổ cốt là xương cọp đó. Không biết là người ta uống cái gì đó mà nó không biết tại sao mà ta thí dụ cái đó. Nghĩa là nó có chỉ nước trong trong, nó không có dính cái nào với cái nhau hết. Tình trạng của tôi là như vậy đó. Trong sau 75 đến nhà thờ Trần Cao Vân. Để giữ cơ sở chơi vậy thôi. Mà tư tưởng này phàn nàn tại sao mấy anh bạn đó đi được, con không đi nước ngoài được. Xe trong tay, hai giỏ thiệt nặng chìa khóa của xe hơi số 7 Trần Cao Vân, 329 Võ Tánh và 6 cái gì của cái hội ngôn ngữ học đó. Họ giao cho ông cụ Miên giao lại cho tôi sách 3 giỏ, muốn đi xe nào đi. Hết xăng bỏ cái xe đó, hư về bỏ đó lấy xe khác đi. Mà cái tinh thần tôi là không có ở Sài Gòn, tinh thần ở đâu đó. Chờ đợi đi Mỹ, không có đâu nữa hết rồi. Mình biết mình ở lại là thế nào mình cũng bị bầm, thôi đi. Cái tánh mà gọi là lăng xăng, hồi trải lăng xăng, tôi lăng xăng dữ lắm á. Thành thứ không yên với chế độ mới, chắc chắn không yên với chế độ mới. Mà Chúa không cho đi là không. Gia đình tôi là 4 người nhưng mà có đến 6 cái vé lên tàu của Đại Hàn. Mà đó là cái tàu mục sư Cảnh, mục sư Sáng nè, mục sư Thuận lên, thiệt là ngon lành đầy đủ. Tôi có tên trong đó đó. Mà tôi có vé của tòa đại sứ Đại Hàn, tôi vô tặng nơi tôi xin nó cái gì không. Mà không được, cứ về nhà nghe người ta bàn đó. Đại Hàn nghèo chết đi làm chi. Nhưng mà không ngờ lắm, cái sứ thiệt là ngon lành, mình ở trong cái hũ chẳng biết cái gì hết trơn. Rồi đợi tàu của ông bà Đào Kỳ là Đào Việt Tiến đó. Tôi ra tới Vũng Tàu nhìn thấy tàu đó. Không biết là ông cụ Tăng nhà mình có đi cái tàu đó hay không biết. Ông Sáng phải không? Chù cha. Tôi ra đó cái báo hại Đào Việt Tiến, lo tôi chọc hai vợ chồng đó. 30 tháng 4 mình cưới vợ, hai vợ chồng cưới nhau tiếng với Hồng Ngân. Tôi phải ở Vũng Tàu, tôi về giữ cái đó, đám cưới đó. Kẹt luôn, Vũng Tàu không xuống được. Mà thiệt, Đức Chúa Trời dùng cái đó để rèn cái con người này nè. Chứ dùng cái đó để Chúa giũa mà những cái góc cạnh của cuộc đời tôi đó, quý vị biết không? Không đi đâu được hết. Rồi thôi chịu trận. Rượu ngâm hổ cốt, không dính đâu hội thánh. Tổng liên hội tiên hiếp gì, không có giống ai rồi. Tình trạng như vậy đó. Nhưng mà rồi cảm ơn Chúa, tôi khi học tốt nghiệp Tông Thần Học Viện, học về cái lịch sử phục hưng, tôi bắt đầu tôi nhớ lại cái đó, đọc lại mấy cuốn sách. Chúa cho bây giờ mình không có cách nào khác, thôi bây giờ Chúa bắt mình ở lại rồi. Vợ chồng con cái lang thang vậy đó, bán nước mía không được. Bây giờ tự túc để sống. Mua mượn rồi mua được xe nước mía về, không có chỗ cắm điện ra thành phố mà mình không phải nghề. Có cái gì không năng nỉ cái gia đình của ông con ông Ngô Ân Cư là Ngô Minh Dậu cắm điện, mà cái hồi đó dùng cái từ yêu gì mà điện lũy tuyến, lũy tiến là tính theo số, nó cho 60 ký là 60 ký không ăn được, mà mình cái xe nước mía là ăn điện dễ sợ luôn. Hai vợ chồng xuống chợ Cầu Muối mua mía về róc rửa
rồi sạch sẽ khăn rồi chở tới ép mía. Quý vị không có quen làm ăn, mình cứ nghĩ rằng ép mía sẵn để cho khách tới, ép mía mà khách không tới vàng khè ra đổ. rồi khi mà có khách tới mình là làm không kịp, cho nên làm cực quá. Tối về đó hai vợ chồng nó rít chằng cái thứ mía, nó ngọt mà nó chín, nó thủm thủm, hôi không hôi, thơm không thơm, trộn như mồ hôi, chịu không nổi. Cái kiểu này mình không làm ăn được, má anh ơi, chịu. Rồi hai vợ chồng quyết định bây giờ mình xong được tiền, bán xanh nước mía này, mua gạo, mua nước mắm, ăn cái nào hết cho mình coi thì Chúa làm sao. Ghê gớm vậy đó, phải có quyết định đó. Phải có quyết định mà Chúa cho đi qua cái kinh nghiệm đó mới thấy ơn Chúa là thế nào đó quý vị không. Rồi thật lắm thật. Có cái bữa mà tín đồ tới rồi mà mình xe, cái xe nước mía đó, nó nặng như chiếc xe rít chứ phải thường đâu. Hai vợ chồng dặt lên mấy cái bực này là thấy cự nhau rồi đó. Nội chừng đó ta thấy cự nhau rồi, nó mất phước đủ thứ á. Mình đi về trễ tín đồ đi vô ngồi chờ mình mà quần áo mình nó rít chằn vậy đó. Vì nước mía đó, khổ không chê được. Thôi quyết định sống, sống bởi đức tin, cầu nguyện. Rồi lạ lùng lắm, rồi từ đó dần dần đi lên, rồi cầu nguyện rồi Chúa thăm viếng, rồi mới nghĩ đến chuyện truyền giảng, rồi bắt đầu, rồi Chúa làm cho đến đêm 22 rạng 23 tháng 7 năm 1978, Chúa cho bùng nổ lên cái đêm đó. Đêm đó là đêm ghi khắc vào trong tâm hồn của tôi đó quý vị. Chúa cho ăn năn tan vỡ khóc lóc, bắt đầu Chúa Thánh Linh làm việc, bắt đầu người ta tin Chúa rần rần, bây giờ không còn sợ ai nữa hết, cho đến khi bị bắt. Rồi trở lại vấn đề một chút xíu. Cho nên thưa quý vị, chấp sự với nền tài chánh, quý vị phải có trách nhiệm. Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ quý vị, bảo đảm. Đừng tiếc chi với Chúa. Không có nghĩa là mình dại dột, mình phung phí, mình phải làm có kế hoạch, nhưng mà ít nhất mình phải có tấm lòng lo công việc hội thánh, cả về mặt tinh thần, cả về mặt nhân sự, cả về mặt tài chánh. Mà chấp sự làm việc đó, chấp sự sẽ được phước vô cùng. Nếu không thì làm sao còn hội thánh cho đến ngày hôm nay. Quý vị thấy điều đó, mình nhìn xa một chút. Quý vị có biết Trung Hoa không? Bây giờ trên 300-400 triệu tín đồ, dựng cái thập tự lên, nó đập, làm lại cái khác. Họ chiến đấu như vậy đó, mà ai mà xuất đầu lộ diện thì gặp khó khăn, sẵn sàng chịu để hội thánh của Chúa được tồn tại ngay Trung Quốc. Cộng sản Trung Quốc không làm gì được. Rồi một đất nước thứ hai là Indonesia. Cảm tạ Chúa vì trung tín vấn về tài chánh của hội thánh mà đất nước Indonesia phát triển, hội thánh của Chúa phát triển không tưởng tượng được. Những cái gì mà lớn nhất về cái công ty, lớn nhất về cái gì mà lớn nhất ở Indo là của Tin Lành, quý vị biết không? Quý vị nên đi đó thăm một lần để biết. Những cái công ty lớn hàng ngàn tín đồ làm chung với nhau, vô đó sáng sớm cầu nguyện xong phải đi làm. Công ty phát triển không tưởng tượng được. Những cái sân đá banh quốc tế cũng là của Tin Lành, những cái hãng xe hơi lớn nhất ở Indo cũng là của Tin Lành. Người Tin Lành làm giám đốc. Và đó là những người họ chịu trận từ đầu, họ khó khăn và Đức Chúa Trời cho họ như vậy đó. Mình không phải là tính cái chuyện mà đi làm cái kế hoạch như là business, không phải vậy đâu. Nhưng mà Chúa cho họ. Khi mà họ làm công việc Chúa, Chúa không để họ tổn thất bao giờ. Bây giờ quý vị không tin tôi, quý vị đi thăm Indo một lần nữa. Thì mình nên đi thì mình. Để rồi biết về làm chức lại tận mắt mình. Tin Chúa đặc biệt lắm. Chỉ đất nước Indo mới có cầu nguyện 24/24. Mỗi ngày 24 tiếng cầu nguyện suốt. Họ chia ra từng nhóm, nhóm nào cầu nguyện từ giờ nào đến giờ 24/24. Đất nước đông dân số thứ 5 trên thế giới và Hồi giáo là đông nhất trên thế giới. Nhưng bây giờ là quý vị tính, nếu 5 giây có một người thì Chúa, nếu mà quân bình. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Truyền giáo là vậy đó, học hỏi những cái tin đó rồi mới thấy người Việt mình sao nó cứng lòng, khô hạn quá chừng đi.
Chúng ta phải nghĩ đến và có kế hoạch cho hội thánh. Phải có tài chánh, phải đáp ứng. Sau năm 75, hội thánh bắt đầu phát triển chút, 84 rồi, 83. Mục sư, em mục sư đừng có để danh sách gì dân hiến nữa. Tôi nói không, để đó cho tôi chịu trách nhiệm, anh em chỉ cho tôi đi. Không có tổ chức nào mà không có tiền, mà phải có tiền phải có danh sách cho đàng hoàng. Khi mà họ bắt tôi, họ phải phục cái chuyện đó. Danh sách ai dân bao nhiêu đầy đủ, không mất mát, không ai nói gì được hết. Mà nói tiền anh làm gì, có tiền điện, có tiền tất cả mọi chuyện, chính phủ có cái anh cũng phải có tiền mới trả được chứ không sao. Hội thánh của tôi cũng vậy, đây là tấm lòng của anh em chị em chúng tôi, nói sẵn sàng. Thưa quý vị, vì công việc Chúa, quý vị nhớ không, lòng rộng rãi sẽ được no nê, còn ai nhường gội sẽ được nhường gội, thì ở đâu chết biết không? Châm ngôn đoạn mấy câu mấy dở ra rồi biết. Lòng rộng rãi sẽ được no nê, còn ai nhường gội thì sẽ được nhường gội. Cái lòng bóp chắc, cái lòng gì, cái lòng miền Trung của tôi có gọi là cái lòng của anh giống như ốc quắn, có con ốc mà cái miệng có chút xíu bên đầu này, còn phía sau này nhỏ xíu lại đó. Cái lòng như vậy thì không hầu vị Chúa được. Lòng rộng rãi, kinh nghiệm của vua Salomon thì sẽ được no nê, còn ai nhường gội thì sẽ được nhường gội. Quý vị thử đi, thử rồi biết. Đức Chúa Trời không có người hứa lèo, nhưng mà Đức Chúa Trời không bao giờ hứa lèo với chúng ta, chỉ có mình làm không đúng thôi. Cho nên vấn đề tài chánh là vấn đề quan trọng. Người tạo nên tài chánh và người sử dụng tài chánh cũng phải hết sức thận trọng. Chúa sẽ ban phước cho quý vị làm việc đó. Bây giờ ai làm sao không biết, nhưng mà 5 người, 7 người, 6 chấp sự với mục sư là 7. Sao không biết? Chịu trận, trách nhiệm. Rồi con dân Chúa, mỗi người họ cũng thấy điều đó. Không thiếu bao giờ, không thiếu, nhất định là không thiếu. Đức Chúa Trời mình giàu có mà, mình sống như là một người ăn mày thì không được. Đó là vấn đề tài chánh. Có nhiều điều nữa nhưng mà chúng ta phải đi qua một chút cho nhanh. Rồi, đến cái chỗ mà cười ra nước mắt đây. Chấp sự xử lý các nan đề là sao? Chấp sự đi giải quyết nan đề mà không giải quyết để tạo thêm nan đề. Chấp sự xử lý các nan đề. Tôi khoái cái hình này lắm đó. Bây giờ công việc như vậy đó, mình phải góp tay vào cái nan đề sao. Tôi thấy tội nghiệp có mấy con kiến càng đó mà khiên cái cây bay lớn đó. Sao mà nên giống 6 con chấp sự của sao mà nên nhô vậy? 6 con kiến. Cái này là cái là vô tình chứ tôi không có cố ý đâu nha. Tôi đi khắp bốn phương trời đó. Quá với sức. Nhưng mà chúng ta thấy có sự hiềm nhất rõ rệt. 6 con kiến mà đẩy khúc cây như vậy là quá sức tưởng tượng của mình. Đức Chúa Trời cũng làm việc đó qua đời sống của anh em chị em chúng ta. Giải quyết nan đề. Không có chỗ nào không có nan đề. Bây giờ ông Phúc hả? Chỗ nào không có nan đề ông biết không? Nghĩa địa là không có nan đề. Còn chỗ nào cũng có nan đề, nhưng mà vấn đề giải quyết nan đề là thế nào mới là vấn đề. Chứ nó đến cái chỗ này êm trừ chắc à. Không có chỗ nào êm hết. Mà nhất là cái văn hóa Việt Nam này thì ghê gớm lắm, tôi thiệt sự. Và ghê gớm thiệt á. Đủ thứ nan đề nhưng mà giải quyết nan đề. Làm chấp sự phải có ơn giải quyết những nan, bằng không thì tạo thêm nan đề. Không có chỗ nào không có nan đề. Ông này vậy, ông kia vậy, mình ngồi đó mình cứ phàn nàn ông này ông kia riết là tiêu thôi chứ có gì đó. Phải biết cách giải quyết nan đề là cầu nguyện và tâm tình và chia sẻ yêu thương.
Mình phải yêu thương, tâm tình và chia sẻ anh em của mình ở trong hội thánh. Mình chưa nói ở ngoài, cái này là chuyện giải quyết năng lực là nội bộ cái đó. Bây giờ hiệp lại với nhau và cầu nguyện, đem cái chuyện đó ra nói một khoan đó. Cái chuyện Việt Nam mình nó kinh khủng quá. Bây giờ nói đây lát là lan tràn khắp mọi nơi. Cái phone này là cái độc hại ghê gớm lắm. Cũng thiệt là tiện lợi mà cũng độc hại tới nơi. Bây giờ nói chừng này thôi, anh nghe gì không? Là bắt đầu khiến cho người ta hiểu rồi đó. Anh nghe gì không? Nghe gì anh? Tôi nghe nhưng mà tôi nói đừng nói lại nha. Rồi thua rồi, người kia cũng nói, đừng nói lại mà cứ riết đừng nói lại là cả hội thánh mấy chục người đi biết hết. Và cái chuyện chưa tới đâu hết trơn đó. Đó là giải quyết nan đề, tạo thêm nan đề đó. Việt Nam của mình có không? Cái chuyện đó là vậy đó. Tôi đã không nói thì thôi, rồi nói đại rồi còn biết dặn đừng nói nữa, khiến tao biết cái chuyện gì trong đó ghê gớm lắm. Thấy không? Thì chấp sự nhất định là không. Chuyện gì chưa nói, trong này không có cái gì ai làm, không có tìm súng tìm móng gì đây cả. Nhưng mà có chuyện chưa nói là không cần nói, nhất định phải trung tín cái việc đó. Chưa nói cho nên cái việc nói với bà cái xong rồi đó. Nói với bà cái bà thôi nữa, bà gọi người khác là rồi. Có cái chuyện gì mà cái chuyện đó không phải là ghê gớm đâu, nhưng mà chưa giải quyết thì để đó cái đã, từ từ. Chưa biết mới nghe cái là tung ra tung tin rồi gì đó, đồn tin thất thiệt. 75 sụp đổ, đa số là bị đồn tin thất thiệt, quý vị không? Xin Chúa thương xót. Cho nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta chấp sự, một sự hiệp lại để giải quyết các vấn đề. Cần phải nói là nói. Hội thánh của chúng ta trong ban chấp hành, dĩ nhiên phải có một người có cái ơn hòa giải. Con dân Chúa trong hội thánh bầu cử chấp sự phải bầu những cái ông có cái ơn hòa giải. 6 ông mà có một ông hòa giải là phước lắm đó. Chấp sự phải có ơn hòa giải. Ồ, chuyện này chuyện khác, ông đang thầm ông nói cái xong. Mà ông không có ơn hòa giải, ông làm bể thêm chuyện. Có phải không? Điều đó bể thêm chuyện. Cho nên cầu nguyện Chúa cho 6 chấp sự, 5 chấp sự, 8 chấp sự với một sư có người có ơn hòa giải. Dàn xếp công việc nó êm nhẹ, nó đâu vô đó. Đừng có vội, chưa gì hết trơn. Là làng lên thôi. Thất bại chết đó quý vị không? Satan mà nó đứng bên ngoài đó, mới có nẻ nẻ gì mà đóng cái nền mà cho thoát ra luôn. Rồi nó mới chỉ, nó vỗ tay, nó quan hô, nó đi mất cuối cùng. Mình lãnh, nó đi mất. Mà bao nhiêu việc xảy ra trong hội thánh không có đáng. Mà nó vậy đó. Năng đề xảy ra có 2 hướng. Một là do ngoại cảnh đưa vào hội thánh, 2 là do nội bộ xảy ra. Các nhà thần học thì cho rằng năng đề là sản phẩm của tín đồ xác thịt. Tín đồ nào không có xác thịt, ôm tâm ôm téo hay sao? Người nào cũng xác thịt. Lắm khi cũng do những chấp sự xác thịt, mục sư xác thịt. Vậy năng đề đương nhiên có, nơi nào cũng có năng đề. Hễ có tánh xác thịt là có năng đề, hễ có nghi ngờ là có năng đề, hễ có bất mãn là có năng đề, hễ có tham lam là có năng đề. Ngoài xã hội có năng đề, trong hội thánh có năng đề, ban ngành trong hội thánh đều có năng đề. Nhưng cách giải quyết năng đề là vấn đề quan trọng. Không có chỗ nào có năng đề. Trước tiên phải giải quyết tinh thần thuộc linh. Daniel giải quyết sao? Sau đó phải giải quyết trong tình cảm. Führer nói làm sao? Giải quyết theo tổ chức hành chánh nói làm sao? Đừng giải quyết theo lối luật sư công tố, chỉ có buộc tội và viện kiểm sát không à. Ngồi lại, tôi nói rồi mà ông không nghe, đó là cái gì? Là buộc tội, là ở viện kiểm sát rồi. Tìm đường lối chứ. Đã rối men rồi, bây giờ mình ngồi đó mình đổ lỗi cho người này, đổ lỗi cho người kia sao được? Đừng giải quyết theo lối luật sư và công tố, chỉ có buộc tội mà thôi. Hay là viện kiểm sát bây giờ. Nếu không có ơn Chúa sẽ tạo thêm nan đề đâu quý vị à. Cần ơn hòa giải như tôi vừa nói. Chấp sự là trung gian, là gạch nối tốt nhất. Các vị chấp sự là trung gian hay là một cái gạch nối tốt nhất mọi thành phần trong hội thánh. Phải có cái ơn đó. Bằng không thì bể chuyện, hư chuyện hết. Mở lên một cái nữa, cái ông gì ông Lộc phải không?
Dạ. Ở trong đề bài của tôi đây đó, phần thứ 10 đó, chấp sự đối với nền tự trị của Hội Thánh. Hội Thánh tăng lập, Hội Thánh tự dưỡng, Hội Thánh tự trị, tài chánh điều hành, tài chánh tạo mãi, tài chánh yểm trợ, ngân quỹ tài trợ tổng hội, ngân quỹ tài trợ giao hàng, quan tâm đến sự phát triển Hội Thánh, tâm linh, nhân số và cơ sở, quan tâm đến công việc truyền giáo thế giới, điều hành tài chánh, cách sử dụng tiền bạc, cách thu hớn hở mà chi trắc trở. Tôi về nhận chức Seattle thì có câu này đó, cái câu đó là vậy đó. Thu thì ổng hớn hở lắm mà chi thì ổng trắc trở, đủ chuyện, ổng không chịu chi, không biết ổng để làm cái gì. Cho nên tôi đặt ra cái câu về đây là thu thì hớn hở mà chi thì trắc trở. Ở trong Châm Ngôn quý vị thấy sao? Thôi hầu Chúa như vậy không mở mang chi được hết. Bây giờ ổng cũng còn đó. Ổng cũng gây khó dễ nhưng mà ổng không còn ở Seattle mới nữa. Đó là Seattle cũ á. À, đây là xảy ra cái Seattle cũ này. Không biết ông cụ quan ông có biết cái này không? Có cái ngân quỹ đen mới là ghê chứ. Tôi về tôi chơi giới luôn. Ngân quỹ đen là trên Hội Thánh mà làm gì có ngân quỹ đen. Ông nói có thể đó là một cái phần để chuẩn ra để đón các đầy tớ Chúa. Nói nghe thiêng liêng lắm. Rồi cái này kia nó không đụng tới cái quỹ điều hành của tớ tôi, nó không được. Dẹp cái chữ đó đừng, cái quỹ đen là quỹ xã hội, quỹ chính phủ mà làm anh này cũng lật đổ chính phủ đó, chứ phải thường đâu đó. Ông đừng có dùng cái từ này. Là từ đó là cũng có chuyện với tôi một thời gian, nhưng mà sau đó hết. Cảm ơn Chúa. Mình nhìn làm gì trong này có quỹ đen, có quỹ đỏ. Lạ lùng dùng cái từ gì ghê gớm, trong Hội Thánh mình này có cái gì đó. Chớ bao giờ đụng tới, đừng có cái gì. Tiền là của Chúa, anh em mọi nước mắt dâng ra vô quỹ đàng hoàng. Một đồng ghi một đồng, hai đồng ghi hai đồng. Chi một đồng thì chi, ghi chi một đồng. Đừng có sai sót, đừng có tự ý. Mà ông thủ quỹ cũng có nói, không đồng ý là không được. Sáu người mà đến năm người ta đồng ý là mình phải chịu chứ. Nguyên tắc giải quyết là như vậy. Tại sao mà tôi không ân, tôi không xuất tiền à? Sao được? Mình có một ý kiến, mà sáu, năm ý kiến người ta đồng ý rồi mình phải làm chứ. Hiểu số phải phục tùng đa, mà mình phải bàn bạc với nhau yêu thương cần thiết, phải nói phải, không nói không, có chuyện gì vậy? Trong sáng trong vấn đề tiền bạc, làm gương trong vấn đề nhẫn hiến, cần kinh nghiệm sống bởi đức tin, cần kinh nghiệm sống bởi đức tin. Tôi đã nói rồi, bây giờ đó chúng tôi mắc nợ một núi nợ, nói hôm qua rồi, à, nói sáng nay phải không, núi nợ đó. Nhưng mà anh cứ lo tháng này đi, còn 25 năm tới để Chúa lo. Anh chỉ lo tháng 3 này thôi. Còn mấy chục tháng tới để Chúa lo, mấy chục năm tới để Chúa lo. Tôi là chủ trương của tôi là vậy. Tôi kể thiệt cho quý vị, ngày mùng 2, không, ngày Chủ nhật nào đó của tháng 2 năm 2017, ông thư ký Quỳnh Hoàng Sơn, con ông bà Cẩn ở đây, với Nguyễn Minh Phát là thủ quỹ, chạy đến nói một sư lên. Các Hội Thánh mình bớt cái chuyện ăn chuyện uống, bây giờ khó khăn thì họ sai luôn. Trong quỹ điều hành Hội Thánh lớn như thế này mà còn có 300 điều hành ở một sư. Tôi nói vậy sao? Anh em quỳ xuống cầu nguyện đi. Chứ gì mà lo dữ vậy? Tiền của Chúa mà. Đừng lo. Thì họ không có tin. Quý vị hôm Chủ nhật đó, qua thứ hai tuần sau, thì tôi nhận một cái bì thơ gửi tem tới, cũng ở trong tiểu bang đó, con cái Chúa mở xa, họ không đi, lấy họ gửi tiền, một hai cái chi phiếu, hai cái check, một cái 3,600, một cái check 9,000, họ gửi tới họ dân. Tôi kêu hai ông tới theo, mình có than đâu, mình quỳ xuống mình cầu nguyện. Người này không biết mình thiếu, nhưng họ gửi đến là Chúa bảo họ gửi đến cho mình. Tại sao cái ông than này? Đó là những mối chuyện mà làm sự sống thuộc linh hầu vì Chúa của tôi. Chia sẻ cho các bạn. Đối với người Việt của mình, đồng tiền này nối liền với cái gì? Ghê gớm, tiền mà lọt cho người Việt mình là thôi. Tôi nói, dễ sợ thiệt lắm. À, nhưng mà đối với Chúa khác. Tấm lòng là quan trọng hơn tiền bạc. Hãy có tấm lòng là có.
người đó không có tâm lòng làm sao gỡ tiền đó. Từ đó đến tháng 2 năm 2017 cho đến nay không hề nói chuyện tiền bạc, cho nó cứ làm đúng cái đạo. Còn tiền bạc của Chúa, cuối năm hội đồng ngày 14 tháng giêng 18 dư tiền cái báo trực, gửi về tổng hội để trả tiền bò ghét đi. Thấy không? Đức Chúa Trời biết mình thiếu mà, nhưng mà cái đó không đáng ngại. Thiếu ơn, thiếu quyền, thiếu lời Chúa chứ còn tiền tiền bạc ăn nhậm gì. Mà hầu vì Chúa phải như vậy mới được. Ban chấp sự phải hiệp với mục sư phải nghĩ cái chuyện đó. À, tôi nói không biết ông giáo trưởng hồi đó là ông là tổng thư ký, ông có nhớ không? Cái hội đồng mà cử giáo hội trưởng đó, ông mục sư Ban đã cử. Tôi cũng là đã cử rồi. Bầu tôi thủ quỷ mới là chết chứ. Ông giáo trưởng này nè, trả nợ cho ai mà trả 100 mấy ngàn đó mục sư. Ông đọc cho tôi từng chữ tôi viết không được đó. Đấy, còn nhân chứng đây. Mà tôi lập 3 năm thủ quỹ như vậy đó, của giáo hạt đó. Bữa đó làm chứng tôi lên hội đồng, cũng hội đồng đó. Anh em trong hội thánh của mình dâng tiền như là bị nhổ răng. Câu đó đi vào lịch sử. Rên là nhăn mày, nhăn mặt. Dâng đồng tiền cho Chúa như đi bị nhổ răng vậy. Phước hạnh gì? Phải dâng cho Chúa cách vui lòng chứ, Đức Chúa Trời thỏa lòng cách dâng hiến vui lòng. Sao dâng tiền chứ mà như nhổ răng vậy? Sao khá nổi? Dân Việt mình không khá nổi là cái chỗ đó đó. Vô thôi chứ không bao giờ ra. Thu không chứ không có chi. Cho nên thu thì ở ngỡ mà chi thì trắc trở là vậy đó. Thiệt tình. Mà mình con dân Chúa có khác nhiều lắm quý vị à. Khác nhiều lắm. Xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm để mà hầu vị Chúa về vấn đề tiền bạc, về ngân quỹ trong hội thánh. Làm sao cho con dân Chúa tin, làm sao cho con dân Chúa vui mừng. Cho nên là mình phải có cái bản thu chi post lên phía trước. Cái đó đúng với luật Mỹ không được, chỉ để ẩn danh thôi. Nhưng mà ít nhất phải biết cái tổng thu và tổng chi. Và khi họp bản chấp hành phải biết chi vô cái gì. Thì con dân Chúa họ biết, họ mới thỏa lòng chứ. Mình, cái người Việt của mình là khó khăn đồng tiền vô rồi là cái chuyện đi ra là khó, mà họ không tin là không làm được đó, cái gì biết không, cạy răng cũng không dâng ra đồng nào chứ đừng nói chuyện. Cho nên chúng ta xin Chúa cho chúng ta trong sáng trong vấn đề tài chánh của hội thánh. Rồi nhanh lên, con trở lại cái chuyện vừa mở lên đó, ông Trọng, ông Ngọc hả? Rồi chấp sự trong ngày lễ Chúa Nhật và ngày lễ Trọng làm sao? Lễ trọng chứ có dấu nặng không? Không có. Không. Chấp sự trong ngày Chúa Nhật và các lễ trọng, trong và trọng giờ. Làm sao? Đến sớm chút, chấp sự ăn bận tươm tất một chút. Tươm tất một chút. Mình đứng trước Chúa, đứng trước anh em, có khi mình cầu nguyện, có khi mình lãnh lạc hiến, có khi mình tiếp tân, mình trật tự. Có khi mình chưa được phát công gì nhưng mà ta biết mình là chấp sự liền. Cái đôi giày đi nhóm lại là đôi giày đi nhóm lại. Mà đôi giày đi chơi, để đi chơi mà đôi giày lăn lộn ở ngoài buồn. Tôi là nói vậy nhưng mà Đức Chúa Trời biết cái lòng của mình. Nhưng mà ít nhất người ta thấy tôi. Chúa thấy lòng tôi nhưng mà người ta thấy bề ngoài của tôi. Có phải không? Bề ngoài của tôi làm ta phấn khởi hay là bề ngoài của tôi làm ta khó chịu? Thì quý vị chọn cách nào? Nếu cả bên ngoài là người ta chịu và bên trong Đức Chúa Trời thấy thì phước không? Phước, thì mình làm cả hai chứ. Mình lang thang trách lưới quần áo không nên thắng gì nữa, hôi rình nữa. Cái là một bộ đồ cháo lòng, biết quý vị biết bộ đồ cháo lòng không? À, nó nâu nâu theo cái cháo lòng. Đừng có những cái bộ đồ cháo lòng mang đến nhà thờ không giống ai chứ. Ngày đó là ngày của Chúa mà. Bây giờ ví dụ như là ông thị trưởng hay là cái ông gì của quận này, quận San Bernardino phải không? Ông mời mình đến sao? Mình phải tươm tắt chứ. Phải tươm tắt đàng hoàng ăn bận chứ. Đến với Chúa cũng vậy. Ô nhà thờ đó. Ông một sư sinh. Ông đây là. Để cho cái vị chấp sự. Nó mình tiếp tâm đó.
giáo được tánh tình của ông đó. Thế sao? Đầu rồi đó. Tôi huấn luyện cái chuyện đi, huấn luyện chuyện tiếp tân là chuyện thường. Đàng hoàng, vui vẻ, chân thành mời người ta đến chỗ đàng hoàng. Xin mẹ. Cô không ai tiếc ai. Không biết tiếc ai. Kể đó, tới đầu tới ai cũng con vua chúa vô nhà chúa cái tự trách nhiệm đấy đúng một phần. Nhưng mà mình là tổ chức, mình là con người phải có cái gì đó thể hiện. Mình không trang trọng, mình không tự trọng, bảo ta trọng mình sao được. Đồng ý không? Đồng ý. Tức là chúng ta phải sửa lại những cái chuyện mình cần phải sửa. Mình cứ nói tự do, cái muốn là làm gì làm, cũng được. Dạ, thêm xin cho thêm một ý chút xíu nữa. Vui vui đây. Chúng ta biết là Tổng thống Donald Trump là một người cơ đốc. Mặc dù ông làm công việc, có một số người phân tích là hay nói những công việc của ông, nhưng mà báo chí luôn luôn tin rằng cái bắt tay của ông là một cái tay rất chắc chắn, mà ai cũng thích cái bắt tay của ông bạn. Đó là cái bắt tay thành công nhất khi ông đi đến bất cứ một cánh khác của một đất nước nào. Đúng, nên bắt tay kiểu đó, bắt tay nồng ấm đó, chỉ nắm bốn con tay cái giật cái thôi tôi cũng buồn dễ sợ ngưỡng lật nhất vậy đó. Cho nên tiếp sự là tiếp tân phải lưu ý cái đó. Mời khách của mình, mời bạn của mình đến nhà thờ. Và tín đồ của mình lâu không thấy mới tới. Rồi cái này nữa chứ, nói những câu bất nhân. Bữa nay có tiệc, mà cái ông già nó không đi nhóm, mà nay ổng đâu đi nhóm. Gió nào thổi tới đây vậy? Chết không? Những câu nói thiệt là bất nhân. Đừng bao giờ xin Chúa cứu chúng ta để khỏi. Hãy quan minh pha chào đón chú cha năm nay. Lâu nay anh không đi, bữa nay thiệt là vui. Anh chị đến đây, ông bà đến đây, anh đến đây, mừng rỡ ôm họ cái cũng được chứ. Chứ không cứ nói gió nào thổi anh tới đây, ý muốn nói là lựa cái bữa ăn tới. Chết được vậy. Cái là chết được á. Đừng bao giờ tiếp tân theo cái lối đó. Đó là trong ngày chủ nhật phải sửa soạn đàng hoàng, dậy sớm. Các bà phải lo. Mấy cái ông chấp sự mà nghiện cà phê đó phải dậy sớm một tí nha các bạn. Giúp đỡ để sửa soạn ăn uống, vợ chồng lên xe chở đi vui vẻ. Lên trên xe mà còn nực với nhau, cái chữ nực là chữ người Bắc đó. Lên xe nực với nhau thì còn gì phước hạnh nữa. Ông lái xe ông yêu là ông lạng qua lạng lại, biết sao mẹ con la ôm sụm, cũng giận rồi, ông bực rồi, còn phước hạnh gì tới nhà thờ nữa, phải không? Cho nên các bà cũng phải biết cái chuyện đó sớm rồi vui vẻ, vợ chồng con cái lên xe thiệt là vui. Mới hầu vị Chúa được. Đó là ngày lễ trọng. Ngày lễ chủ nhật thường và lễ trọng. Mình phải tất cả cái gì phải tươm tắt. Tươm tắt. Chấp sự phải có mặt ở đâu đó. Tiếp anh em mình. Tiến đồ cũng phải tiếp chứ đừng nói. Nhất là mấy người đến trễ, mấy người lâu không đến. Mình phải ân cần. Phải ân cần đối với những người đó. Cần phải chuẩn bị tâm linh cầu nguyện. Tránh cãi cọ với người trong gia đình. Đời sống phải trong sạch, trang phục quần áo tươm tắt. Của lễ lạc hiến, check cash để có nơi dễ nhớ. Nên cái giờ dân hiến lục bóp nó không biết ở chỗ nào vì mình bỏ vô cái túi mail vết là lưu ý đó. Tôi đi suốt này là tôi đưa một cái phong bì $100 tiền mặt. Thì cái ông cụ lão niên của chúng tôi thứ 6 tuần trước mùng 1 Tết không đi được, cũng bệnh. Tôi đến thăm ông sao cụ không đi được, tôi chuẩn bị đồ đoàn rồi cái tôi bắt đầu lên máu, xong không đi được. Tôi đem tiền là tôi dâng hiến nhờ một sư gửi dùm cho ban chấp hành hội thánh. Mà ngày chủ nhật tôi quên mất, tôi bỏ trong cái cũng cặp đen đen này. Trước khi tôi lục ra, tôi phải kêu Quốc đến Quốc. Chủ nhật này dâng cái trăm bạc này cho ông cụ nên ổng không đi được. Cho nên chúng ta thấy cái gì? Về phần chúng ta dâng hiến chắc hát để có nơi có chỗ dễ dàng. Nên cái giờ đó dân hiến là mình làm liền, không có lúng túng. Một cái việc nhỏ như vậy đó, thì giờ đến sớm hơn, gặp Chúa trước khi gặp người đến đây, tĩnh tâm, cầu nguyện, sửa soạn, dọn lòng mình để tiếp anh em mình. Đó là tập sự. Dự phần phục vụ. Xét lại tất cả ghế ngồi, mở đèn, hệ thống âm thanh, tờ chương trình, tiếp tân đón khách, chào hỏi trật tự trong ngoài. Cái gì không ngay ngắn thì phải ra tay sửa lại, đóng cửa tắt đèn khi ra về. Nhạy bén xử lý mọi tình huống xảy ra trong bất ngờ. Một sự khác. Tôi ngồi tôi thấy mấy cái này. Người ta ngó lên. Người ta nói, tôi là cái tánh khó chịu. Tôi chấp nhận cái khó tánh của tôi mà. Họ tánh tôi biết tôi mà. Cái gì mà không ngay ngắn là tôi không ưa rồi đó.
Thế mà chấp sự đi ngang qua để im là sao? Cái chỗ quan trọng, chỗ thờ phượng mình phải đâu đó đó. Những cái mà lòng thầm lễ thế nó không ra gì đó. Đen ra đen, trắng ra trắng mà sửa lại. Mà chấp sự phải quan tâm đến cái chuyện như vậy đó. Corona có nhà thờ riêng chưa? Chưa phải không? Mướn nhà thờ của Mỹ càng phải thận trọng hơn. Quý vị biết ở Westminster, trước khi tôi lên xe tàu đó, cực ôi là nhà tôi là tôi, nhà tôi hạnh hơn tôi là về sau cùng. Vì tại sao? Con cái của mình nó vô cái đồ chơi của Mỹ này, nó làm tứ tung lông tàn hết. Mình bỏ đóng như một cái trận địa đó, mình phải dọn dẹp đâu với đó, họ thứ tự ghê gớm lắm. Là bữa nào tụi tôi cũng về trước hết. Rồi nó vô trong phòng vệ sinh các em, nít nhà mình mà không biết mà tại sao nó kéo cái cuộn giấy vệ sinh đó, nó thả lung tung ở trong đó, nó tống ở trong cầu nghe hết trơn trời. Rồi trong tôi phải hốt đó, làm xong rồi mới về nướng nhà thơ Mỹ. Tối thứ bảy họ làm, mình nhóm thứ bảy sáng ngày bắt đầu ứng cái đó, họ chửi thôi không biết bao nhiêu. Rồi trong cái microwave của nhà bếp để nguyên một tray chả giò cháy đen ở trong đó khét đầy nhà như vậy thôi. Cho nên nó phức tạp vô cùng, mà ai giúp cái đó? Chấp sự giúp dùm tay chứ. Trước khi về đóng cửa đóng nẻo coi trong ngó ngoài. Rồi thì nói ra nói thì tại vì huấn luyện chứ phải nói những cái chuyện nhỏ, rất là nhỏ mà không ai để ý. Thì mình phải lãnh hậu quả chứ ai lãnh. Giúp đỡ chúng ta phải nhạy bén trong mọi tình huống bất ngờ, tránh tình trạng người giữ trật tự làm mất trật tự. Người Việt chúng ta, Hội Thánh Việt Nam chúng ta là hoài, mà đây là từng trải, đây là tôi gặp, đây là tôi có, cho nên tôi mới nói lên điều này. Giữ trật tự mà cứ nói chuyện không hai ba người đó, bây giờ đó tính chấp sự gì mà giống đi thâu tiền điện hồi xưa chế độ cũ vậy, mang cái cặp cái đi tới lui không mà không có lo cái việc gì, tôi dân đi thâu tiền điện. Đi chán chẳng được, vô người có chỗ để cặp được thì phải làm việc. Mình phải làm việc, phải tiếp khách, phải làm cho tất cả mọi cái. Chứ sao cái cặp đi tới lùi tay, quần áo thì tử tế, áo vết, áo viết. Rồi mình cứ đi tới lùi nông là gì vậy? Anh thì thanh tra hả? Thanh tra là gì biết không? Là tha tranh đó. Rồi nó những cái chuyện vui vui nhưng mà nó thiệt là quan trọng hết sức, mà chấp sự không để ý. Rồi dụng tâm nghiên cứu hình thức tổ chức những buổi lễ, những buổi tiệc mừng, ghi nhận sai sót những thất bại lần này để khắc phục cho lần khác. Không chịu học là cứ suốt đời cứ lôi thôi hoài. Rồi chăm sóc tín hữu, tăng tín hữu trong giờ tiệc thông công. Đây là vấn đề này. Xe tàu là đông lắm. Mới cách Tết rồi là 400-500 người không nhiều. Tôi có cái lệnh mục sư quản nhiệm phụ tá chấp sự không được ăn trước. Tôi không ăn là không anh nào dám ăn hết. Tại sao? Mình không tới nhà thăm họ được, họ có đây lại bắt tay thăm hỏi họ một chút. Tôi xong giáp vòng rồi, ban nhà bếp gọi là ban ẩm thực bếp chúng tôi phải để một phần đó, và đó, thậm chí nó đông hơn cái điều mình nước ao thì đã hết, còn chúng tôi anh em dẫn đi ra tiệm ăn không sao hết. Nhưng mà để thì giờ chăm sóc cái nữ ngay tại bữa tiệc đó, đã làm, đang làm và sẽ làm. Đó là cách hướng dẫn Hội Thánh của tôi. Quý vị có ý quán mà không làm xong thì làm sao mà có lớn được, lớn vô thôi chết luôn. Nên ráng được quý vị trong buổi tiệc mừng rỡ vui vẻ, nâng đỡ gây dựng nhau. Thứ sáu, thực hiện tinh thần nhịn miệng đãi khách trong trường hợp khách đông hơn bất ngờ trong giờ chót. Nhịn miệng đãi khách, đó là mục sư và chấp sự. Bà Thư làm vợ mục sư nhịn miệng đãi khách là chịu thương. Nhà tôi là kinh nghiệm mới đó rồi. Có nhiều khi bà cũng thương tôi, bà lấy đồ ăn mời tôi nó không, tôi trợn lên cái là không, là tôi phải đi tiếp khách cái đã.
Nó là vậy đó. Mà bà biết tôi mệt rồi, tôi giảng rồi tôi làm lung tung chuyện tôi mệt, nhưng mà phải ăn một chút. Nhưng mà tôi nói khoan rồi. Thực hiện tinh thần nhiệm miễn đãi khách trong trường hợp khách đông bất ngờ, giúp đưa đón thân hữu tín hữu trong trường hợp đặc biệt. Thầy đã nói hồi sáng nay rồi. Đó. Hết giờ chưa mục sư? Còn mấy giờ nữa? Một tiếng đồng hồ nữa hả? Thôi được rồi, mình chơi luôn. Hoặc là uống nước chút được không? Uống nước chút đi quý vị, uống nước chút đi. Đó. À.